Ấn tượng của bố mẹ sau khi cho trẻ thăm khám và điều trị tại TCI là gì? A. Đội ngũ bác sĩ điều dưỡng tận tình chu đáo. B. Thủ tục nhanh gọn. C. Cơ sở vật chất khang trang, sáng sủa, sạch sẽ. D. Tất cả các đáp án trên. Đâu là đáp án chính xác của câu hỏi này? Cùng nghe chia sẻ của một khách hàng TCI thực tế bố mẹ nhé. Mình tên là Đỗ Thị Thu Hương, hôm nay mình đưa con gái Phan Song Tâm đến Thu Cúc để chữa bệnh. Mình ở Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đây thì mình có đưa bé nhỏ hơn, lúc đấy còn rất là bé, đi tiêm ở Thu Cúc. Còn hôm nay mới là lần đầu đưa em bé lớn hơn đi khám bệnh. 2 hôm vừa rồi thì bạn bị sốt cao và đến hôm nay thì bạn bị đau mắt, sụt mí mắt. Thế nên là mình cũng khá là lo ngại vì hiện nay có rất nhiều bệnh cúm, bệnh sốt xuất huyết, nên mình cần phải đi tin tưởng vào bệnh viện, bởi vì mình thấy là trong bệnh viện rất là khang trang, sáng sủa, sạch sẽ. Nói chung là mình thấy bệnh viện, nhân viên bệnh viện làm việc rất là nhanh, khi mà đến là đã được hướng dẫn rất là tận tình. Ngoài ra thì các bác sĩ và các y sĩ thì đều rất là quan tâm, tận tình và rất là nhẹ nhàng thăm hỏi và phối hợp dỗ dành em bé, bởi vì là con gái mình mặc dù là 7 tuổi rồi nhưng mà vẫn rất là sợ mỗi khi đến bệnh viện, nhưng mà hôm nay thì cuối cùng đã khám xong là rất là thành công. Như vậy đáp án của câu hỏi trên là D. Lý do khiến bố mẹ tin tưởng lựa chọn TCI là đội ngũ bác sĩ điều dưỡng tận tình chu đáo, thủ tục nhanh gọn, cơ sở vật chất khang trang, sáng sủa, sạch sẽ. Vì thế đưa trẻ đến Thu Cúc TCI ngay nếu trẻ xuất hiện những dấu hiệu bất thường bố mẹ nhé.